Ở kênh Vân Sản Vân Trung kính kính chào quý vị. Hôm nay tôi đang có mặt đây là ở xã Hòa Bình, ở Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nơi đây tôi giới thiệu quý vị một cái lô đất diện tích là 1.000 mét quý vị nhé. Cái này, cái tuyến đường này nó chạy qua lô cao su. Ở ra cách cái lô đất mình bên này thì cỡ khoảng mấy chục mét ấy, thì có một con đường nhựa xuyên cái giáp danh bên này ấy. Và cái hướng này nữa này, hướng phía đằng trước mặt đây, ở lô đất của mình sẽ tiếp giáp với con đường nhựa, cách từ cái đường nhựa vào. Từ đường nhựa vào đây là bao nhiêu mét chị? Bao nhiêu mét? Không tới 50 mét. Chắc cỡ 40 mét. Rồi. Thì cái con đường này đường đá quý vị nhé. Nó có cập nhật trên bản đồ ha. Con đường này có trên vị trí. Và lô đất mình chỗ này. Và sâu vào trong kia. Ở khu dân cư ở đây thì nó cũng thưa thưa đó. Sâu vào trong được khoảng là 52,8, 52,8 mét, ở gần 53 mét. Ở chiều ngang cái mặt tiền nó được 20 mét nhé. Nơi vị trí này mà anh chị, quý vị mua để nói chung là để đầu tư hoặc mình xây nhà ở thì cũng được. Lô đất này hiện tại bên chủ nhà người ta đang bán giá 900 triệu nhé. Giá 900 triệu cho lô đất này. Thì có bớt. Bên chủ nhà người ta đang có bớt. Cái cọc bê tông này với cái cọc bê tông này nhé. Tới cái trụ bê tông hồi nãy Văn Trung quay bên đấy. Và thì đây Văn Trung đã ra tới cái hướng mặt nhựa phía ngoài, cách lô đất mình khoảng 40 mét. Chỗ này thì có dân cư ở dưới cái đây. Dưới hướng này có nhà nhé. Dưới này có nhà này. Xét trên cái Google Maps thì mình thấy cũng khá là nhiều nhà. Cái con đường này thì người ta mới làm đường nhựa cấp phối. Này đường này nó sẽ chạy ra tỉnh lộ 328 thuộc Hòa Bình Xuyên Mộc. Đấy, quý vị nào nhanh tay và có nhu cầu thì liên hệ cho chúng tôi các số điện thoại trên. Xin được thông báo lại cái giá thì 900 triệu nhé. Bên chủ nhà này nó có bớt. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.